Để rồi một ngày ta đã mất nhau trong bao đua chen sóng gió cuộc đời. Những dòng sông thôi không bình yên nữa, cướp mất đời ta trong nước mắt buồn. Chiều mưa giông tố ôm nỗi đau lặng lẽ giữa cô đơn. Em đã đi dù trong lòng còn tiếc nuối. Anh ở đâu hãy đến bên em. Xa rất xa nhưng con đường phía trước. Sanh được con cho thằng Đông để có cháu cho má ẩm thôi, bất kể là bằng cách gì cũng được. Ủa, tối nay cô điện thoại cha vậy? À, em gọi cho bạn, cho con Điển. Em hỏi mấy chuyện phụ nữ thôi à. Dạ. Bữa nay còn bày đặt gọi điện thoại tâm sự chuyện lan về đẹp với Điển nữa ha. Anh ghen à nha. Anh mà ghen với Điển là phải ghen suốt đời luôn đó. Mà anh mới đi đâu về vậy? Anh xuống bè cá. Nóng quá. Đưa anh mượn cái khăn. Anh đi tắm cái nha. Dạ. Alo. Anh Thiện hả? Em là Út Hiền nè. À Hiền hả? Em gọi anh giờ này chắc có chuyện gấp đúng không? Dạ. Anh cho em hỏi một chút. Bây giờ anh có đang bận việc gì không? Không, anh đang ở nhà. Có chuyện gì em nói đi, anh đang nghe nè. Dạ. Thì chuyện anh Đông đó. Hôm bữa anh nói là có cách giải quyết phải không anh? Cần phải có sự đồng ý của hai người mới tiến hành thụ thai được. Em đã nói chuyện và em cũng đã thuyết phục được ảnh rồi. Anh Đông, anh cũng đã đồng ý rồi. Vậy hả? Vậy là tốt quá rồi. Khi nào hai người vô bệnh viện anh ký cam kết được? À, có chuyện này anh cũng phải nói với em trước. Chi phí cho các tiến hành thụ thai khá tốn kém đấy. Dạ, tốn kém là hết bao nhiêu hả anh? Thì tùy thời gian bao lâu mới thụ thai mà thu phí nhiều hay ít. Chuyện này anh chưa nói trước được đâu, nhưng mà em phải chuẩn bị là chắc chắn rồi. Dạ, tụi em sẽ cố gắng. Nhưng mà một mình em đi thì có được không anh? Tại vì anh Đông, anh sắp đi biển rồi. Em sợ là thời gian đó anh không tới với em được. Theo nguyên tắc á, thì phải có hai vợ chồng em luôn. Em nói Đông á, cố gắng thu xếp đi nha. Dạ, chắc em sẽ lên sớm thôi. Có gì em sẽ gọi cho anh nha. Hai vợ chồng còn thắc mắc chuyện gì thì cứ hỏi anh nghe. Phải cân nhắc cho thật kỹ trước khi quyết định. Dạ, em cảm ơn nhiều. Em chào anh. Ừ, không có gì đâu. Bye em. Em nói chuyện với Điển xong rồi hả? Ờ.
Nhanh vậy 238. Anh vô hồi nào mà em nghe tiếng gì hết vậy? Em chỉ hỏi kinh nghiệm thai nghén thôi mà. Anh nói nghe nè, công nhận thấy thằng con của Điên Điển nhìn khoái thiệt á. Ồ, mà từ nãy tới giờ thấy em lạ lắm nha. Làm cái gì mà cứ giật mình hoài vậy? Bộ có chuyện gì xảy ra sao? Đâu có gì đâu. Em cũng đi tắm đây. Em đi nghe. Nè. Anh thấy em lạ lắm nha. Hay là kết quả khám của tụi mình có trục trặc gì? Em giấu anh, không cho anh biết. Anh hỏi gì kỳ vậy? Có gì đâu, tốt hết mà. Mà tại sao em phải giấu anh? Anh hỏi anh Thiện á, thì biết liền chứ gì. Chị. Chuyện đó tính sao rồi? Sao là sao? Em muốn nói chuyện gì? Chuyện nói tối qua đó. Má nói vậy á là mở đường cho chị rồi mà. Trời ơi, khổ lắm. Cái ải lớn nhất là anh Đông kìa. Mà bây giờ á, con Hiền nó cứ kè 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 theo ảnh. Chị không có làm được gì hết trơn á. Chị lo làm chi mấy cái chuyện chút xíu đó. Cơ hội là tự do mình tạo ra. Cơ hội của âm binh ác quỷ. Trời ơi, ba tới rồi. Dì Tám, dì nghe lén tụi tôi nói chuyện hả? Sao dì đi tới mà không nghe tiếng động gì hết trơn vậy? Thôi kệ bà đi. Lúc bà tới là em đang nói tới cái vụ cơ hội, nên là bà khùng khùng chứ bà không hiểu gì đâu. Kệ bà đi. Nghe như có mùi cốc chết đâu đây. Có ngửi thấy không? Thối quá à. Trời đất ơi, thiệt hả? Trời ơi, chị có nghe mùi gì không? Bà chửi mày á. Dì nha, càng ngày càng mát nặng rồi đó. Thôi dì đi chỗ khác giùm tôi đi. Đi gì như ma, không biết lúc nào tới. Vậy mới thấy chuyện âm binh, ma mới thấy được quỷ nói chuyện. Dì có tin á, dì nói thêm câu nữa. Cái hình của Dượng á mà dì cầm hàng ngày á, tôi giục xuống sông không? Đồ ác nhân. Dì còn dám nói nữa hả? Bà Tám nói nghe nè. Bà là bà liệu hồn nha. Bà nói cái chuyện nào mà nên nói thôi. Còn cái chuyện mà không nên nói thì bà đừng có nói. Bà mà nói tầm bậy tầm bạ thì bà coi nè. Cái hình của bà nó vậy nè. Đó, đó, đó. Thấy chưa? Ở ác gặp bà. Trời ơi, tôi ở chung với bà này riết cho tôi bị điên quá. Bà làm đau tim muốn chết luôn vậy á. Trời ơi, thôi đi, đau tim gì. Coi vậy mà cũng yếu bóng vía ghê luôn á. Ủa Như, hồi xưa giờ là bà toàn xiên xỏ vậy không hả? Chứ chị thấy mấy năm nay chị tới đây ở là chị đã nghe bà nói chuyện kiểu đó rồi đó. Hồi xưa còn nhỏ em cũng thân với bà lắm. Không biết sao giờ đổi tánh đổi nết vậy á. Nói nghe phát bực rồi. Thôi, kệ bà đi. Bà khùng điên, bà không làm gì được ai đâu. Bây giờ nè, cái kế hoạch này phải tính sao nè? Em đâu có biết. Cái này chị rành hơn em mà. Chị cứ nói nghe thử, em coi có được không? Vậy coi bộ hôm nay cô là người duyệt kế hoạch của tôi rồi. Vậy thôi, khỏi làm cũng biết là thất bại rồi. Trời, đâu có phải là lúc nào cũng hơn thua mấy cái chuyện đó đâu. Chị, nói em nghe đi, chị đang định làm gì? Cái chuyện đó là... Hôm nay nhìn Tám lạ quá. Lâu lâu mới được một ngày. Tám,
Tám bỏ rượu đi. Uống như tám á có hại lắm. Mà uống hoài á là sẽ... Đời vậy còn để chi sai. Lại có người sầu. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Rầu thiệt đó Tám à. Con mới nghe lời người lớn nói, làm con đau lòng muốn chết. Làm người ta không có dễ chết được đâu. Mà muốn chết cũng phải có số. Hạnh phúc của con mong manh quá. Con chỉ sợ một ngày nào đó nó cũng giống Lục Bình trôi thôi Tám. Vậy thì cứ chờ mùa nước cạn, Lục Bình đứng im khỏi trôi. Nhưng mà Lục Bình có mùa nước nổi nước cạn. Còn con thấy đời chỉ có nước lớn thôi, cứ dập dờn muốn trôi đi không. Con không sao đâu Tám, hết liền à. Nước lớn thì nhiều phù sa, mà nước lớn thì cẩn thận, tiểu nhân đẩy ngã. Là sao Tám? Con không hiểu. Cẩn thận. Vậy thôi. Vậy thôi. Dạ. Khi nào mình mới được ẵm đứa con ruột thịt của mình trong tay đây? Liệu có ngày đó không? Biết bao nhiêu muộn phiền để đêm trôi vào giấc mơ. Còn yêu nhau hay yêu nhau nhé. Ủa em. Anh này, gì đâu mà nắng nóng vậy mà anh ngủ miết vậy luôn à. Em, anh đang học cách chăm sóc bà bầu đây. Chắc khi nào có em bé rồi, anh xin lên bờ dài hạn, ở nhà lo cho bà bầu của anh luôn, nghe. Thôi đi, lúc đó anh lo cho em hay là lo cho con? Thank you.
anh kiếm ai vậy? Tôi nè cô Hiền, cô không nhận ra tôi hả? Tôi là Tư Khôi, con bà Năm hỏi nè. Tôi muốn kiếm cô Như. Anh Tư. Ừ. Lâu quá không gặp anh. Dạ. À, cô Như, có người tới tìm cô. Ai vậy chị Hiền? À, anh ở Sớm Bè, tôi có quen. Anh nói đến tìm cô đó. Gặp tôi làm chi? Tôi là Tư Khôi, nhà ở xóm dưới á. À, tôi lên đây là muốn chào hỏi cô Như á. Chào hỏi tôi làm chi? À, tôi nghe nói nhiều về cô nên tôi muốn tặng quà cho cô. Tôi chỉ qua đây hỏi chuyện thôi. Hỏi chuyện? Hỏi gì chứ? Thiệt tình là tôi muốn làm quen với cô Như lắm. Tôi chỉ muốn nói vậy thôi. Thằng chả làm sao bằng một góc của anh Thiện chứ. Anh Thiện vừa đẹp trai vừa trắng trẻo, còn cha này thì ghê. Cô Như, anh Tư, vô nhà đi chứ đứng ngoài này chi cho nắng. Bình thường tôi có Hiền à. Mà hôm nay thấy cô ốm hơn lúc trước thì phải á. Dạ không có. Em bình thường thôi à. Ủa mà giờ anh Tư đang làm ở đâu? Tôi đang nuôi tôm càng ở miệt dưới á. Hôm nào rảnh á mời cô Hiền với cô Như qua chơi ha. Có rảnh á tôi cũng không qua bển chơi. Qua đó làm chi? Cô Như qua chơi cho biết chỗ, mai mốt dễ đi lại. Tôi muốn đi lại với anh hồi nào chứ. Anh có duyên dễ sợ quá ha. Ý anh á là suốt ngày tôi ru rú ở trong nhà, không có đi được tới đâu chứ gì. Không có. Cô hiểu lầm ý tôi rồi. Tặng cô nè. Lạ lùng. Khi không á rước cái bực mình tới nhà hả? Anh Tư. Mấy bữa rày cô không được vui, anh Tư thông cảm nha. Tôi hiểu mà. Thôi tôi về luôn nha. Dạ. Khi khác tôi lại ghé. Dạ. Anh nhanh vô nhà, ồn ào quá. Thôi tôi vô nha. Sao bữa trước bị một lần làm má đi cấp cứu rồi đó, chị nhớ không? Em yên tâm, chị đã quan sát kỹ hai người đó rồi. Ăn cơm xong không có uống nước liền, mà rửa chén xong mới lên uống nước. Chị chắc không đó? Bàn nhau thì nghe được, nhưng sao em thấy lo lo? Sao em nhát quá vậy? Chị đã nói chắc là chắc rồi mà. Được rồi, giờ làm sao nữa? Trời đất ơi, thì đợi hai người đó đi ngủ rồi liền con Út Hiền ra ngoài chứ sao. Ừ, liền ra. Ê, lỡ bà tỉnh lại rồi tính sao? Mày nhiều chuyện quá. Thì mình tăng liều lượng lên cho nó ngủ tới sáng luôn chứ sao. Để coi lần này các người làm cách nào thoát được.
Bình thường giờ này là lạng ra ngoài rồi mà, sao hôm nay ngoan vậy? Em khát nước. Hôm nay chán, không thích đi cũng không được sao? Nhắc tới nước mới nhớ. Đã giờ làm quên uống, khát quá. Em, làm xong chưa? Không biết nước nè. Thôi, để em tự rót được mà. Má mà nhìn thấy á, má la em đó. Anh cưng vợ của anh chứ không phải cưng hàng xóm đâu mà la. Em, ngày mốt anh đi rồi phải xa em mấy tháng, buồn quá. Nè, buồn gì xa vợ hay là buồn gì? Thôi, đem đi xếp đồ. Ê, nè. Bộ tính đuổi anh đi hay sao mà xếp đồ sớm vậy hả? Ngày mốt anh mới đi lận mà. Mai hay bữa nay xếp cũng vậy thôi, cứ làm từ từ, không phải hơn sao? Để vợ ở nhà một mình hoài, cô đơn tội nghiệp quá. Đúng là lấy chồng thủy thủ, thiệt thòi đủ thứ. Sao buồn ngủ quá chừng. Anh ngủ đi, em làm xong chắc cũng ngủ sớm thôi à. Chính xác đó. Sao em thấy run quá? Em yên tâm đi, bộ em không tin tưởng chị hả? Bây giờ chị phải về phòng thay một bộ đồ cho hấp dẫn thì tỷ lệ thắng là 100%, đúng không? Mm-hmm.
Anh ơi. Anh thức dậy đi. Chuyện gì vậy em? Hả? Giờ là mấy giờ rồi, để mai được không? Ủa? Mới 8 giờ mấy thôi hả? Em thấy ở trong phòng ngột ngạt quá à. Không ngủ được. Anh đi một mình thì em hơi sợ. Nhưng có gì vậy em? Anh đang buồn ngủ quá. Anh, em biết anh chiều em mà. Mình đi ha. Đi đi anh. Đi. Ủa sao kỳ vậy? Rõ ràng là uống thuốc rồi mà. Ảnh đi đâu được chứ? Em ngộ quá nha. Đang ngủ mà đồ ra đây làm chi không biết nữa. Anh, em thấy hình như tại em thấy trong nhà ngợp quá nên muốn ra đây thôi. Anh không có nhà, chắc đêm nào em cũng ra đây ngồi phải không? Chắc vậy nó mới ốm yếu đây nè. Anh à, anh hứa với em sau này dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng rời xa em nha. Em đó nha, em nói cái gì mà lạ lắm, nói giống như là sắp sửa có chuyện gì xảy ra vậy. Có chuyện gì xảy ra đúng không? Không có, em chỉ nói lỡ như thôi mà. Mình đâu có biết trước được sẽ có chuyện gì xảy ra đâu. Anh biết, anh đã để cho em chịu quá nhiều áp lực rồi. Mà không có anh ở bên cạnh nữa, em cảm thấy mệt mỏi lắm có đúng không? Anh đã vì em mà làm rất nhiều điều. Điều này em biết hết. Vì bây giờ trong tay em không có bất cứ điều gì, tự em cảm thấy sợ thôi. Ủa, không lẽ nhanh vậy sao chị? Nhanh gì mà nhanh, biến đâu mất tiêu rồi. Biến mất? Mà biến đi đâu mới được chứ? Hai vợ chồng cùng biến một lúc. Em có chắc là pha đủ liều không vậy? Trời ơi, lần nào kêu em làm cái gì cũng chết quớt hết trơn á. Nè, lần này không phải lỗi của em đâu nha. Chị nói á, là sau khi uống á, hai người đó sẽ ngủ ngon lành. Em làm đúng liều lượng, nhưng mà ai biết hai người đó có uống không? Hoặc là uống rồi có chắc là có ngủ mê như chị nói không? Ý là bây giờ đổ thừa cho tôi phải không? Thua keo này mình bài keo khác. Tháng rộng ngày dài, có gì đâu mà chị lo. Em làm thiệt tình. Thôi mà, anh tin rồi tụi mình sẽ sớm có tin vui thôi. Vợ của anh hiền lành tốt bụng như vậy, không lý nào ông trời lại phủ. Em nè, mình ngồi đây chút thôi rồi về. Sương xuống là lại bệnh đó. Đi em. Mình ngồi thêm chút nữa nha anh. Anh sắp đi nữa rồi. Tự nhiên em muốn ngồi với anh như vậy. Nghe em nói anh muốn thắt ruột luôn. Anh đã quyết tâm dành cả đời này cho em rồi mà. Chứ một chút cũng có là gì đâu. Anh giữ gìn sức khỏe nha. Chuyến này anh đi hơn 2 tháng lận. Em sẽ nhớ anh lắm. Anh cũng nhớ vợ thấy mồ. Thôi, em đừng có buồn nữa.
Khi nào xong việc có phép là anh về liền. Anh sẽ thường xuyên liên lạc về nhà. Vậy nha bà xã. Dạ, em biết vậy. Nhưng mà sao vẫn buồn, vẫn nhớ, vẫn lo. Coi kìa, cái trán này nè, không có được nhăn nghe chưa. Nhăn hoài mau già là anh không thương luôn đó. Em biết rồi. Thôi anh lên xe đi, cũng sắp tới giờ xe chạy rồi đó. Nè, nhớ thỉnh thoảng về thăm má vợ anh nha. Không thôi má buồn lắm đó. Còn mấy lời của má chồng nói, em nghe qua lo thôi. Nghe bên này, lọt bên này là xong rồi. Nhé. Để em ghi âm lại câu này, đem về cho má chồng em nghe thử, để coi má nói làm sao. Trời ơi, gan dữ ha. Mày đặt chống đối lại tôi nữa. Thôi, tới giờ rồi kìa. Vậy mà cũng gần 5 năm rồi. Chỉ cần kết quả tốt, mọi việc rồi sẽ trở lại bình thường thôi. Mình nhất định phải tin như vậy. Không được khóc nữa. Giờ này mình cần phải mạnh mẽ lên. Vì hạnh phúc, không được phép bỏ cuộc. Út Hiền, ra đây mau cái coi, làm ăn vậy đó hả? Dạ, con qua liền. Vậy mà để được sao? Má nói còn bao nhiêu lần rồi, đi chợ về là phải làm liền chứ. Để cho xình cho ương vậy mới chịu làm hay sao? Dạ, con xin lỗi má. Con vô phòng rửa mặt một chút. Con làm liền bây giờ. Có làm công to chuyện lớn gì đâu. Có mỗi chuyện bếp núc thôi à, mà cũng làm không có đàng hoàng. Nói ra nói tôi khó. Em ơi. Má ơi. Má ơi. Chị muốn gì? Bán cho chị gói bột nêm. Bột nêm? Út Hiền. À, Điển, bột nêm á. Ờ, đây nè. Dạ, của chị 8 cho ngàn. Cho chị gửi tiền. Dạ. 5 ngàn. Un. Vậy rồi, em cảm ơn. Ờ. Ngồi đi. Bye bye nè. Đi đâu mà ghé đây hả dâu Hiền? Tao qua chơi không được sao? Cứ phải đi đâu là thuận đường mới ghé qua được hả? Dạ, Út Hiền hôm nay không phải là Út Hiền của ngày hôm qua nữa rồi. Điện lưỡi thấy ghê luôn. Có chuyện gì rồi phải không? Nhìn mặt mày nghi lắm đó.
Cũng không có gì quan trọng đâu. Chỉ là tao đang muốn mượn chút tiền. Giờ mày có không? Một chút là bao nhiêu mới được? Hổm rày mày cũng thấy rồi, anh hai á sửa lại nhà máy xây xác cũng tốn không ít tiền. Nhưng mày cần nhiêu, nếu mà đủ thì tao sẽ đưa mày. Mày cho tao mượn khoảng 10 triệu được không? Vậy là cũng nhiều đó chứ. Mà mày có việc gì gấp lắm hả? Việc gấp lắm, nhưng mà tao có không đủ. Mai mốt tao sẽ kể cho mày nghe. Tao không biết có còn đủ không. Được rồi, để tao coi lại rồi cho mày biết. Mày cố gắng giúp tao nha. Tao sẽ sớm trả lại cho vợ chồng mày. Không trả thì tao sẽ đốt nhà. Chứ ở đó mà sớm hay không. Mà khi nào mày cần? Càng sớm càng tốt. Như vậy á, để tối nay tao bàn với anh hai, rồi tính toán bao nhiêu, rồi tao đưa mày ngày mai ha. Tao cảm ơn mày nhiều lắm. Được rồi, tao nhận. Cũng lâu rồi, cũng đâu có ai nói cảm ơn mình đâu. Đây, qua đây gì? À, khoan ngoan. Con chụp hình má nè. 7, 8, 9, 10. Anh, con đâu rồi em? Nó ngủ trong buồng á. À anh, hôm nay Út Hiền có qua nhà mình mượn tiền. Mượn tiền? Ừ. Chắc là Út Hiền có chuyện gì cần lắm đó. Em có biết chuyện gì không? Em thấy nó muốn giấu nên em cũng không hỏi tới. Nhưng mà chắc là việc riêng, anh Đông không biết thì phải. Thấy nó có vẻ lo lắng lắm. Hơn nữa số tiền của nó mượn cũng không nhỏ. Út Hiền muốn mượn bao nhiêu? Nó nói nhà mình có nhiêu thì cho nó mượn nhiêu. Khoảng 10 triệu trở lên. Cổ cần gì mà nhiều tiền vậy cả? Nó nói nó có nhưng không đủ nên phải mượn thêm mình. Em cũng muốn biết nó có chuyện gì mà phải mượn số tiền lớn như vậy. Chắc quan trọng lắm á. Anh cũng nghĩ vậy. Nhưng mà Út Hiền không muốn nói với ai. Mình cũng nên tôn trọng cổ. Em cứ cho Hiền mượn đi. Hồi bữa sửa nhà máy xong còn nhiêu anh? Còn 6 triệu. Nhờ làm nhanh rẻ được ngày công nên mới còn dư ra được vậy đó. Em gom thêm bên tiệm nữa coi được bao nhiêu. Nếu em gom hết á thì cũng được khoảng 13 triệu. Em đưa nó 15 nghe. Ừ. Lúc khó khăn á, Út Hiền mới nhờ tới vợ chồng mình. Ráng giúp cổ. Dạ thưa má, con đi. Đúng là càng ngày càng hay rồi đó nha. Thấy có chồng binh vực nên muốn làm gì thì làm đó mà. Chuyện nhà thì làm qua loa rồi đi. Tối ngày cứ đi miết. Thiệt riết hết nói nổi rồi mà. Má dễ quá mà, cho nên người ta mới qua mặt ào ào vậy đó. Chắc là bây giờ trong lòng người ta coi thường má lắm rồi. Đi đâu đó Út Hiền? Dạ thưa má, con đi chợ. Muốn đi đâu thì cũng phải chào má chồng một tiếng chứ. Cô không có mắt hay là coi thường tôi vậy hả? Dạ con có chào, nhưng chắc là má không thấy. Con xin lỗi má, xin phép má con đi chợ. Trời đất ơi,
Cái thứ con dâu gì mà hỗn hào dữ vậy? Nó không coi má ra gì thiệt rồi. Ơi, nói con nhỏ này không xài bùa ngải á, có khùng con cũng không tin. Nhan sắc thì cũng tầm thường, suốt ngày cái miệng ngậm hột thị. Trời ơi, bao nhiêu năm trời rồi không có con cái, vậy mà sao anh Đông vẫn còn thương nó chứ? Tánh thằng Đông nó hay thương người vậy đó. Mà thương đúng ngay con nhỏ thấy ghét. Thiệt, làm nó tức muốn chết luôn á. Ờ, mà dạo này con có thấy con Hiền nó khác thường không? Má thấy nó kỳ lạ lắm á. Nó lúc nào mà không kỳ má? Tại nào giờ má không để ý thôi. Ừ, chắc tại vì... Thôi mà má, nó khùng lên mấy bữa à, không có gì đâu. Nó làm được cái gì chứ, má khỏi phải lo cho hao sức. Nhỏ này tâm địa nó ghê thiệt. Chắc không phải vậy đâu. Không lẽ chỉ rảnh vậy? Mà con thấy cũng ngộ ha. Mẹ con Hiền á, làm như lâu lâu là phải bệnh một lần á, để cho con cái kiếm cớ về nhà, khỏi phải làm dâu nữa. Ủa, cái chiêu này hay thiệt luôn nha. Nếu mà ba má con ở nhà bệnh, rồi con không thèm quan tâm nữa. Nhà bà ăn ở sao để cho trời phạt. Con gái đi lấy chồng mấy năm rồi mà không sanh đẻ gì đó hết. Thường á, làm việc này cần có sự cam kết của cả chồng lẫn vợ, trừ những người muốn làm mẹ đơn thân thôi. Anh còn yêu nhau, anh cố gắng giúp em chuyện này. Vợ chồng em mang con anh suốt đời, thấy nó lạ lắm hay. Con có biết chuyện gì không? Lạ. Mãi mãi là sao gì? Nó nhờ cô chú hàng xóm á, qua với chị nhau, ta tìm nhau rồi đi lên Sài Gòn. Ông với Úc Hiền có chuyện gì đặc biệt tới mức má cổ đang bệnh không phải để cho người khác lo? Là lên đây gặp ông. Khi tôi xuất hiện, hai người chúng ta lung tung. Bên nhau mong ngày sau, tìm cơn gió.